Trong ngày 18 tháng 7, Tổng thống Yun jong Yeol đã chủ trì cuộc họp nội các trong trang phục dân phòng màu xanh lá. Ông Yun lấy làm tiếc về thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua, đồng thời cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ một cách nhanh chóng như công bố khu vực thảm họa đặc biệt. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh xóa bỏ toàn bộ các khoản trợ cấp cartel để huy động nguồn nhân sách cần thiết khắc phục thiệt hại do mưa lớn. Trong kinh tế học, cartel là một thảo luận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường, hoặc có thể hiểu là sự phối hợp hành động chung giữa các nhóm chính trị. Bước vào năm cầm quyền thứ hai, Tổng thống Yoon đang đặt ra mục tiêu hàng đầu là loại bỏ ca theo lợi ích mỗi khi nhấn mạnh về việc cải cách công đoàn lao động, tổ chức dân sự, xã hội công chức. Tổng thống cũng chỉ thị phải thay đổi một cách căn bản hệ thống quản lý thiên tai, sự cố, thiết lập hệ thống giám sát kỹ thuật số trong bối cảnh các hiện tượng khí hậu bất thường đang xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, ông Yoon cũng yêu cầu giới công chức phải luôn đề cao cảnh giác, đối phó một cách chủ động với thiên tai, sự cố. Cũng trong cuộc họp nội các cùng ngày, ông Yoon đã trình bày về thành quả ngoại giao trong chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày vừa qua. Tổng thống cũng đã giải thích về lý do kéo dài thời gian công du và bất ngờ thăm Ukraine, đó là để đại diện người dân Hàn Quốc truyền đạt thông điệp về sự đoàn kết, hy vọng tới người dân Ukraine.